Chào cả nhà nhá. Nay vẫn cái cảnh này đi quay cho anh em cây bồ kết này. Cây bồ kết này nhà vườn bác Tiệp cái cảnh đã chốt nhá anh em nhá. Đấy, cây bồ kết này là vanh cách gốc 1 mét là vanh 115. Đấy, thoát thân 3m1. Bộ rễ rất đẹp. Đấy. Đây cảnh cũng đẹp. Cây này cũng như cây bóng mát này. Mỗi năm quả rất nhiều nhá các em. Bộ rễ rất khủng luôn. Rất to đẹp luôn. Cây này dã man. Đẹp. Để chia sẻ với các bác là cây bồ kết này nó có nhiều công dụng này. Đấy. Quả bồ kết thì chúng ta ở quê các cụ là hay hái và đun nước để gội đầu này. Đấy. Cây làm thuốc được nhé. Ví dụ như đợt bây giờ Covid ấy, là dùng cái quả bồ kết này mới lại tỏi mới xả mới gừng đấy, để xông hơi này đấy, trị được cả Covid nhé mọi người nhé. Đấy. Công dụng của nó rất là hiệu quả. Còn nhiều môn thuốc nữa mà chưa nói được với anh em. Đấy, giới thiệu sơ sơ về cây bồ kết. Này bộ rễ rất khủng luôn. Đây chia sẻ cho anh em cây bồ kết này. Cây bồ kết này rất hiếm nhá mọi người nhá. Ngày xưa các cụ ở quê có nhiều lắm. Giờ toàn thất lạc đâu hết, hay các cụ ở quê là cắt hết rồi. Rất nhiều công dụng. Hôm nay trời mưa để anh em nghỉ ngơi. Để tí dọn sạch sẽ xong rồi là để anh em mai này kia cho anh em đào bó bầu luôn, ra mủ luôn. Cây đang ra hoa. Hiện tại là cây đang ra hoa đây. Làm cứ vài tạ cá không hết. Bây giờ cứ tính một cân, bây giờ cứ 100.000 một cân thôi. Một cân quả. Đấy. Mình đứng xa xa cho các bác xem. Vừa làm bóng mát, vừa là cây thuốc này. Đấy. Xung xuê này. Gai cũng làm thuốc được các bác nhá. Gai bổ kết đấy. Các bác cứ vào mạng các bác xem cây bồ kết nó có nhiều công dụng lắm. Đây, gai bồ kết này. Gai bồ kết này cũng làm thuốc. Đây. Đấy cái gai của nó ấy, làm thuốc. Hiếm lắm. Đấy. Cây đẹp. Thật sự là đẹp. Bộ đế khủng. Chào cả nhà nhé.